Người vô thần là gì? Tại sao người vô thần lại luôn bác bỏ kinh thánh? Người vô thần là người chỉ tin vào những gì mình thấy hoặc chỉ tin vào những gì khoa học chứng minh được. Họ cho rằng chủ nghĩa vô thần thể hiện trí tuệ là sự sáng suốt và tất nhiên sẽ không tin và không nương nhờ vào thần linh. Tuy nhiên, người vô thần không chống lại các thần linh, nhưng họ lại thích nhắm đến Thiên Chúa của Kitô giáo. Còn với Phật giáo thì người vô thần lại không phản bác, thậm chí họ còn luôn coi trọng các giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ cũng cho rằng Phật giáo là triết học chứ không phải là thần linh. Thật vậy, không phải người vô thần thiên vị cho Phật giáo mà vì các lý do sao? Theo Kinh Thánh trong Công giáo có đoạn: kẻ ngu dại nói trong lòng mình không có Đức Chúa Trời, hoặc phúc cho ai không thấy mà tin. Như vậy, theo Kinh Thánh, ai là người vô thần hoặc không tin vào Chúa thì Kitô giáo cứ mặc định là kẻ ngu muội. Còn với giáo lý Phật giáo thì ngược lại, Phật giáo cho rằng các con đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì, cho dù những điều ấy đã được chép trong kinh điển, cũng đừng vội tin vào bất cứ điều gì, cho dù điều ấy được nói ra từ những đạo sư danh tiếng, mà mọi điều các con phải chiêm nghiệm. Tại sao người vô thần luôn bác bỏ Kinh Thánh? Người vô thần xuất phát từ những người thuộc văn hóa châu Âu, vốn là một lục địa Kitô giáo. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là thời hiện đại, dần dần họ xét lại niềm tin của mình, và cuối cùng họ đi đến những thái độ hoài nghi, hoặc thậm chí là phủ nhận Thiên Chúa, hoặc là không thực hành đạo, hoặc là rời bỏ đạo, thậm chí là chống đối lại đạo. Bởi vì họ cho rằng Thiên Chúa giáo đã kìm hãm sự phát triển của khoa học và tiến bộ xã hội. Trong lịch sử Hoa Kỳ trước đây, người vô thần bị kỳ thị trong các công sở, trường học cho đến thương trường. Do đó, rất ít người có can đảm nhận mình là người vô thần. Nhưng ngày nay, những người vô thần đã mạnh dạn nói lên tiếng nói của họ, nên họ đã được xã hội chấp nhận. Nước Mỹ ngày nay có khoảng 15-16% người vô thần, nghĩa là có từ 45-48 triệu người vô thần trên toàn nước Mỹ, và con số này đang tăng lên rất là nhanh chóng. Ngày 16 tháng 11 năm 2008, hội những người vô thần đã tung ra những bích chương và ghi rằng: không tin vào Thiên Chúa, bạn không cô đơn đâu. Với 10 bản bích chương cắm đầy xe buýt, các đường đi, và từ đó họ phổ biến bản này khắp mọi nơi. Như vậy chúng ta thấy rằng hiện tượng suy thoái của Kitô giáo trên thế giới là một sự kiện ngày càng lan rộng. Hiện nay chỉ còn một vài nơi như Phi Châu, Á Châu, nhưng đặc biệt là một trong những vùng chậm tiến và nghèo khổ, những vùng quê, Kitô giáo lại có vẻ phát triển. Tuy rằng những con số đó so với mức tăng dân số thì thực sự không phải là một dấu hiệu đáng mừng. Một lý do người theo đạo vô thần không muốn tin theo Kitô giáo là họ không muốn bị gò bó hay mãi mãi là một con chiên ngoan đạo. Họ muốn tự quyết định cuộc đời của mình. Họ cho rằng trong cuộc sống của bản thân mình, cho dù cố gắng đến đâu và làm việc cực khổ như thế nào, nhưng công lao cuối cùng là nhờ vào Đức Chúa Trời đã ban tặng. Đó là một sự bất công với những người tự vươn lên hoặc tự nỗ lực. Còn nếu thực hành đúng bản chất của con chiên Kitô là theo Đức vâng lời, thì mãi mãi cũng là con chiên chứ không thể khá hơn được. Kinh Thánh đến ngày nay đã trải qua cả ngàn năm cải tiến và chỉnh sửa. Song nội dung Kinh Thánh vẫn còn sót lại rất nhiều điều mâu thuẫn. Tôi xin trích dẫn một vài câu trong kinh như sau. John 10:30: ta với cha ta là một. John 14:28: cha ta vĩ đại hơn ta. Matthew 5:44: xong ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Luca 19:27: hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên chúng, hãy dẫn chúng đến đây và giết chết trước mặt ta. Những cơ sở lý luận kinh điển về vô thần. 1. Vô thần khẳng định không có Thiên Chúa. Ai muốn khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa thì hãy đưa ra lý lẽ chứng minh. 2. Vô thần bất khả tri. Tôi không thể nói gì về Thiên Chúa hết. 3. Vô thần chống tôn giáo. Tôi không tin có Thiên Chúa, nhưng cần phải tố giác các tôn giáo như là tai họa của nhân loại. 4. Vô thần chinh phục.
khoa học và kỹ thuật sẽ chiếm chỗ của Thiên Chúa. 5. Vô thần khoa học. Tôi chỉ tin vào khoa học. Chỉ khoa học mới cho ta biết được chân lý. 6. Vô thần ý thức hệ. Chủ nghĩa vô thần cho phép giải quyết những vấn đề của con người. 7. Vô thần nhân bản. Thiên Chúa không thể nào hiện hữu. Nếu Thiên Chúa hiện hữu thì con người không thể hoạt động được. 8. Vô thần thực hành. Vấn đề Thiên Chúa không quan trọng đối với tôi. Tôi có thể sống mà chẳng cần đến Thiên Chúa. 9. Vô thần pháp luận. Thiên Chúa là một ý niệm thừa thải để giải thích vũ trụ. 10. Vô thần phủ định. Tôi tin rằng không có Thiên Chúa. 11. Vô thần ngữ nghĩa. Tôi không hiểu ý quý vị nói gì. Thiên Chúa là một hạng từ vô nghĩa. Phật giáo nói gì về đấng toàn năng? Tất Đạt Đa Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng sáng lập ra Phật giáo, cũng đưa ra những lập luận phản bác sự tồn tại của đấng toàn năng. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng vũ trụ này được vận hành bởi quy luật nhân quả và luân hồi, chứ không hề có vị thượng đế nào tạo ra vũ trụ và điều khiển những quy luật đó. Trong Kinh Thánh, chúng ta luôn nghe rao giảng về lòng từ bi của Chúa, nhưng phía sau đó là một sự chết chóc. Điển hình như cuộc chiến 30 năm, năm 1618 đến năm 1648, cuộc chiến tranh giữa những người tin lành và công giáo. Hay nói khác hơn, cuộc chiến này là cuộc chiến của những người con của Giê-xu. Nguyên nhân xảy ra cuộc chiến diễn ra trong công giáo vì sự chia rẽ và hình thành một tôn giáo mới, đó là đạo tin lành. Từ đó, giáo hội công giáo và phong kiến châu Âu cho rằng đạo tin lành là đạo chống đối, và hai bên xảy ra cuộc chiến khốc liệt. Trận chiến này còn tàn khốc hơn cả chiến tranh thế giới thứ hai, kéo dài 30 năm, làm cho khoảng 8 đến 10 triệu người thương vong. Còn trong chiến tranh chống Pháp của Việt Nam, rất nhiều bọn tay sai bán nước, đa phần theo đạo công giáo, đã thà yêu Chúa chứ không hề yêu nước. Hậu quả làm Việt Nam đã bị Pháp cai trị 80 năm. Tóm lại, người vô thần đã làm một điều rất tốt cho chúng ta. Họ phê phán những tôn giáo xấu, cho chúng ta thấy những điểm mù, những lý luận, những mâu thuẫn, sự đạo đức giả, thái độ sống luân lý có chọn lọc giống như triết lý của Phật giáo, chứ không phải như Kinh Thánh của Chúa Giê-xu.